Đây là phần 2 của chương trình luật di trú và nhập tịch của luật sư Nguyễn Đại Huy Tuấn vào chiều tối ngày hôm nay là ngày 20 tây của tháng 11 của năm 2017. Thưa quý vị, đầu chương trình thì chúng ta bắt đầu hơi trễ cho nên cho Tuấn xin cáo lỗi quý vị tại vì vấn đề kỹ thuật thôi. Nhưng mà Tuấn sẽ cố gắng trong phần 2 tới sớm quý vị hơn và cố gắng trả lời nhiều cái câu hỏi và cái thắc mắc của quý vị hơn. Phần đầu của chương trình thì có câu hỏi của cô Thanh mà Tuấn không có thời gian để Tuấn trả lời cho cô. Và cái câu hỏi này nó rất là tốt, là như thế này, là nó liên quan cũng là cái mặt luật bảo vệ trẻ em luôn, là C-SPA luôn. Nhưng mà nó có khác là như thế này, là cô ta đang có thẻ xanh ha, đang có thẻ xanh bảo lãnh cho con, độc thân. Hiện tại bây giờ cháu nó 20 tuổi nha. Ngày mùng 9 tây tháng 1 này cháu nó với là 21 tuổi. Cho nên cô đã bắt đầu cái hồ sơ bảo lãnh cho cháu nó vào ngày 15 tây tháng 11 của năm 2016. Cô nộp hồ sơ bảo lãnh cho cháu nó ngày 15 tây tháng 11 của năm 2016. Cho tới ngày hôm nay, sở di trú nó chưa có giải quyết cái hồ sơ của cô ta. Cho nên hồ sơ của cô ta, sở di trú mới lấy tiền thôi. Thì cái tiền đó, cái lệ phí cũ là 420 đồng. Cho tới ngày hôm nay, sở di trú chưa có đá đụng gì hết. Chưa có kéo cái hồ sơ đó xuống để giải quyết. Cái thắc mắc của cô ta thì nó có hai phần. Phần đầu tiên là cháu này được giữ cái ưu tiên 2A không? Nghĩa là được đi qua đây sớm hay không? Hay là phải chuyển qua cái ưu tiên 2B thì mất hết khoảng 7-8 năm trở lên. Cái thứ nhì nữa là đứa con ở Việt Nam, con trai Việt Nam đã có một đứa cháu nội rồi. Thì cái câu hỏi của cô ta là có quyền được ăn theo hay không? Có vài cái chi tiết này nó quan trọng nhất là cần nhắc nhở cho cô Thanh. Là đầu tiên là em nó phải độc thân ở bên Việt Nam. Cho nên cho dù có người yêu, có con với người yêu hoặc có con với người bạn gái không được đi đăng ký kết hôn nha. Cho nên bắt buộc phải độc thân. Cái thứ nhì là cô hoặc là cái người bảo lãnh không được vào quốc tịch nha. Tại sao? Tại vì khi mà muốn giữ cái ưu tiên 2A hoặc là được sự bảo vệ của ưu tiên 2A rồi mình vào quốc tịch thì cái hồ sơ nó không còn trong cái ưu tiên 2A nữa. Nó sẽ tự động chuyển lên ưu tiên 1 nếu mà cháu nó trên 21 tuổi. Cho nên trong cái tình trạng này tôi khuyến khích cô nên làm việc với luật sư của cô. Là trong cái tình trạng này đứa con ở Việt Nam không được đi đăng ký kết hôn. Cô không được nộp đơn xin quốc tịch nha. Hoặc là cái người bảo lãnh không được nộp đơn xin quốc tịch. Nếu mà muốn nộp thì phải tham khảo luật sư để xem nó có ảnh hưởng cái hồ sơ của cháu không. Tại vì cháu nó trên 21 tuổi mà muốn cái sự bảo vệ của C-SPA là bảo vệ mặt luật, bảo vệ trẻ em. Mà vào quốc tịch sau khi cháu nó 21 tuổi sẽ bị ảnh hưởng đó nha. Cho nên đó là hai cái nhấn mạnh cho cô. Rồi bây giờ trả lời cho cô cái thắc mắc là đứa cháu nội được ăn theo hay không? Cháu nội có quyền được ăn theo ba cháu. Miễn sao ba cháu nó còn độc thân. Cái thứ hai, cháu nó được ưu tiên 2A hay là chuyển qua ưu tiên 2B? Thì cái câu trả lời đó là mình chưa có biết. Tại sao? Tại vì cái cách tính của cái đạo luật bảo vệ trẻ em C-SPA là cộng và trừ. Well, sở di trú chưa có duyệt hồ sơ là cái sự may mắn cho con của cô. Tại vì chờ sở di trú duyệt hồ sơ thì cái thời gian nó được cộng càng nhiều vào cái tuổi của cháu. Trừ đi cái thời gian đáo hạn cho tới khi cháu nó trên 21 tuổi. Thì cái đáo hạn của các hồ sơ ưu tiên 2A nó chưa có tới cô. Hiện tại bây giờ cái visa bulletin lát nữa mình sẽ chiếu là nó mới có đáo hạn tháng 12 của năm 2015 thôi. Mà hồ sơ của cô là tháng 11 của năm 2016. Cho nên mình chưa biết được là cháu được giữ cái ưu tiên 2A hay là chuyển qua cái ưu tiên 2B. Nhưng mà sở di trú chưa chấp thuận hồ sơ này là cái sự may mắn cho con của cô. Mà được cộng càng nhiều. Nếu mà Tuấn trong cái hoàn cảnh này, Tuấn hy vọng sở di trú còn lâu với duyệt cái hồ sơ. Tại vì nếu mà càng lâu thì được cộng càng nhiều. Rồi khi nó đáo hạn rồi, mà nếu mà lúc đó sở di trú duyệt hồ sơ, cho dù lúc đó cháu nó 23, 24 tuổi, cháu nó vẫn có thể giữ được cái tuổi dưới 21 và cái ưu tiên 2A. Trước mắt, nếu mình tính nhẩm thôi là nộp vào
cách đây một năm rồi sở di trú nó chưa chấp thuận. Cho nên nếu mà tuổi đời là ngày 9 tây tháng 1 năm 97 là ngày sinh nhật thì 21 tuổi là ngày 9 tây tháng 1 năm 2018. Nhưng mà tuổi CISPA được cộng thêm một năm là 21 tuổi, không phải là 9 tây tháng 1 năm 2018 mà nó là ngày 9 tây tháng 1 năm 2019. Rồi cái thứ tự nó phải đáo hạn trước cái ngày đó. Cho nên đang chờ sở di trú nó duyệt thì cái chờ của cái đó nó càng lợi, nó càng tốt cho cái tình trạng này. Nhưng mà có một cái vấn đề mình phải quan tâm tới là make sure là hồ sơ này được sở di trú chấp thuận nha. Cho nên nhiều khi chờ sở di trú lâu này mình không có chú ý vào, mình thay đổi địa chỉ hoặc là mình không theo dõi, mà nếu mà bị bổ túc, make sure sở di trú nó chấp thuận cái hồ sơ này. Và hy vọng sở di trú chấp thuận càng lâu càng lợi để cháu nó có cơ hội càng cao được để giữ cái ưu tiên 2A. Cảm ơn cô Thanh rất là nhiều. Và bây giờ cho Tuấn xin mời đường dây kế tiếp. Đó là ông Phan Hương ở Dallas. Xin mời ông Phan Hương ở Dallas lên tiếng đi ạ. Dạ, tôi là Phan Hương ở Dallas, luật sư. Dạ vâng, mời ông lên tiếng đi, mời ông trình bày đi ạ. Dạ, thưa tôi xin trình bày về luật sư như thế này. Tôi bảo lãnh cho được con trai tôi nộp hồ sơ 2 ngày tháng 6 năm 2007. Khi hồ sơ nộp xong là từ đến đó đến đây là tất nhiên khi mà nộp vô là hồ sơ đã approve rồi. Nhưng mà đến hôm nay là hơn 10 năm rồi, nhưng mà tôi đợi mà chưa nghe một vấn đề gì thôi. Nhưng cho nên cũng là xin thưa luật sư cho biết thời gian nào con tôi được báo tin hay là luật sư. Chú Hương cho tôi hỏi vài câu tại tôi không nghe rõ cái thắc mắc của chú và cái trình bày của chú. Con chú độc thân hay lập gia đình ạ? Con tôi là có gia đình, có hai đứa cháu. Dạ vâng, và ngay tới bây giờ cháu nó vẫn còn hôn thú không ạ? Hay là chia tay ly dị? Dạ thưa con tôi vẫn hợp lệ có hôn thú. Dạ vâng, và khi chú bảo lãnh chú có quốc tịch không? Dạ thưa khi bảo lãnh có quốc tịch. Dạ vâng, câu hỏi thứ hai. Chú nộp vào tháng 6 của năm 2007, bao lâu sở di trú nó chấp thuận vậy chú? Chấp thuận liền hay là khoảng bao lâu? Dạ, thưa trong đó là bao khoảng rồi, là khi mà approve xong là tháng 10 tháng 5 2007 luôn. Dạ vâng, rồi chú có thay đổi địa chỉ hay không? Và con của chú có thêm đứa cháu nội nào hay cháu ngoại nào không? Dạ thưa, tôi không thay đổi địa chỉ vẫn nguyên từ khi nộp hồ sơ cho đến bây giờ. Dạ vâng. Con tôi từ Việt Nam thì vẫn hai đứa cháu nội thôi, chứ cũng là không sinh thêm. Dạ vâng, và hai đứa cháu nội bây giờ là bao nhiêu tuổi ạ? Dạ, một đứa 22 tuổi, một đứa 14-15 tuổi. Dạ vâng, cảm ơn. 17. Dạ vâng, cảm ơn chú rất là nhiều. Thưa quý vị đang theo dõi chương trình Luật Di trú và Nhập tịch với luật sư Tuấn. Vừa rồi là cái câu hỏi của chú Hương ở Dallas. Hồ sơ ưu tiên 3 nha, cha có quốc tịch bảo lãnh cho con đã lập gia đình và vẫn còn gia đình, thì nộp vào tháng 6 của năm 2007 và sở di trú chấp thuận liền vào năm 2007. Hồ sơ này có hai đứa cháu nội, một đứa bây giờ là 22 tuổi và một đứa bây giờ là 16 hoặc là 17 tuổi. Thì đầu tiên, thưa chú không nhận được cái gì tại vì hồ sơ này phải vẫn tiếp tục chờ đợi. Ưu tiên 3 bây giờ thì người ta đang kêu phỏng vấn những cái hồ sơ nào nộp trước ngày 8 tây tháng 9 của năm 2005 và trung tâm visa kêu những cái hồ sơ nào nộp trước tháng 12 để chuẩn bị cho phỏng vấn nha. Chuẩn bị phỏng vấn là những hồ sơ nộp trước tháng 12 của năm 2005. Đang có quyền phỏng vấn là những cái hồ sơ tháng 9 của năm 2005. Đó, hồ sơ của chú là tháng 6 của năm 2007. Tôi nghĩ nó còn khoảng 3-4 năm trở lên. Nào, trong cái vấn đề này nó không tốt là như thế này. Hoặc là mình có thể nói cái xui là như này. Sở di trú nó chấp thuận quá nhanh. Cho nên khi mà nộp vào tháng 6 năm 2007 và sở di trú chấp thuận luôn năm 2007, thì cái thời gian cộng nó chưa tới một năm chú. Và bây giờ đứa cháu nội lớn nhất là 22 tuổi rồi thì cháu nó sẽ bị loại mà không được ăn theo ba má cháu. Đó. Và cái thứ hai, coi chừng cái này. Nếu mà đứa cháu nội nào 16-17 tuổi giống như chú trình bày đứa thứ nhì,
coi chừng nếu mà hồ sơ nó tiếp tục càng ngày càng lâu, coi chừng cháu nó cũng bị loại luôn. Đó, coi chừng cháu nó cũng bị loại luôn. Cho nên trong cái hồ sơ này phải tiếp tục chờ đợi tại cái thứ tự nó chưa có tới. Cháu nội lớn thì đã bị loại rồi, không có cái sự bảo vệ của đạo luật bảo vệ trẻ em là C3, tại vì sở hữu chú chấp thuận quá nhanh. Đứa thứ nhì thì chú phải theo dõi, coi chừng cháu nó cũng bị loại luôn nếu mà cái thứ tự càng ngày càng lâu. Cảm ơn chú Hương rất là nhiều. Và bây giờ trở lại với thành phố Houston, cho Tuấn mời ông Vũ ở Houston hoặc là chú Vũ ở Houston. Xin mời chú lên tiếng đi ạ. Dạ, xin mời ông Vũ ở Houston lên tiếng đi ạ. Xin chào luật sư ạ. Dạ vâng, mời ông trình bày đi ạ. Welcome cho cái chương trình đó. Vâng, chúng tôi có hỏi ngắn ngắn thôi. Tức là tôi cũng vừa ký quốc tịch xong. Tôi ở Houston, đã có quốc tịch Mỹ và đã làm passport Mỹ rồi. Đồng thời tôi vẫn còn cái passport của Việt Nam. Tức là hiện tại có hai passport vẫn có hạn sử dụng hết. Và tôi cũng sắp sửa đi Việt Nam vào tháng 2 năm sau. Thì xin hỏi luật sư là khi mình có cần phải xin visa để vào Việt Nam hay không? Hay là mình chỉ cần dùng hai cái passport để đi? Và nếu dùng được hai passport để đi không cần xin visa thì lúc sân bay ở Mỹ đi ra khỏi nước Mỹ mình dùng passport nào, và tới Việt Nam mình dùng passport nào, cũng như ngược lại là từ Việt Nam đi ra thì mình dùng passport nào và tới Mỹ mình dùng passport nào ạ? Xin cảm ơn luật sư. Cảm ơn ông rất là nhiều. Và cái tình trạng này càng ngày tôi càng thấy nha. Cho dù tôi sanh đẻ ở Việt Nam, khi tôi vào quốc tịch thì từ hồi đó tới giờ tôi chỉ có một cái passport thôi, là cái passport Hoa Kỳ. Và mỗi lần tôi đi về Việt Nam, ok, thì tôi xin visa để vào Việt Nam. Nào, luật Hoa Kỳ, luật Việt Nam tôi không biết, tại cái đó là cái vấn đề luật Việt Nam. Luật Hoa Kỳ, ok, luật Hoa Kỳ là có quyền, cái luật Hoa Kỳ nó không có cấm mình mang hai quốc tịch, cái luật Hoa Kỳ không có cấm. Nhưng mà cái luật Hoa Kỳ không có khuyến khích mình có hai cái quốc tịch. Không có khuyến khích, không cấm và cũng không có khuyến khích mình mang hai quốc tịch. Đó. Và nói thêm là khi mình xin nhập vào quốc tịch Hoa Kỳ, rồi khi mình đi tiên thệ để nhập vào quốc tịch Hoa Kỳ, thì mình tiên thệ cái gì? Mình tiên thệ cái lời trung thành với nước Hoa Kỳ. Đó. Cho nên cho dù luật không cấm ông mang hộ chiếu Việt Nam, đó, nhưng mà nó không có khuyến khích. Đó. Nhưng mà ông phải cẩn thận như thế này. Okay. Đây tôi nói là cái mặt luật Hoa Kỳ thôi. Tôi không biết cái mặt luật Việt Nam nó tính hoặc đối phó như thế nào. Đó. Mà mấy cái này quý vị phải rất là cẩn thận. Tại vì nó không phải là liên quan tới cái mặt luật di trú và nhập tịch mà cái chương trình này chú ý vào. Nó không phải là mặt luật di trú và nhập tịch của Hoa Kỳ nữa. Nó lại liên quan tới mặt luật của Việt Nam mà tôi không có cái khả năng mà trả lời cho ông. Đó. Mà tôi thấy rất là nhiều người làm như vậy, rồi làm ăn ở Việt Nam, rồi mua hoặc mua tài sản hoặc là bất động sản ở bên Việt Nam. Thì tôi hy vọng quý vị trước khi làm như vậy, tham khảo với người luật sư hiểu biết về cái mặt luật ở bên Việt Nam. Hiểu biết về cái mặt luật ở bên Việt Nam. Còn luật di trú Hoa Kỳ mà tôi có thể trả lời, người ta không có cấm, nhưng mà người ta không có khuyến khích. Tôi thì trong cái hoàn cảnh này giống như bản thân tôi, thì tôi mang cái quốc tịch Hoa Kỳ, tôi xin cái visa Việt Nam nếu mà tôi cần thiết về Việt Nam. Cảm ơn chú rất là nhiều. Và bây giờ qua tiểu bang Pennsylvania cho tôi mời chú Ngọc đi ạ. Xin mời chú Ngọc lên tiếng đi ạ. Hello. Dạ, mời ông lên tiếng đi ạ. Mời ông Ngọc lên tiếng. Hello. Dạ vâng. Thưa ông Ngọc, ông có thắc mắc hoặc câu hỏi gì cho tôi ạ? Xin chào luật sư. Dạ vâng. Dạ vâng, mời ông trình mời ông trình bày đi ạ. Dạ, ông em xin hỏi luật sư, bà xã em có quốc tịch Mỹ và đang làm hồ sơ bảo lãnh cho đứa em ở Việt Nam cùng cha khác mẹ, hồ sơ bảo lãnh là năm 2009. Và cái hồ sơ bảo lãnh anh chị em cùng cha khác mẹ thì có hợp lệ hay không? Nếu có hợp lệ thì những giấy tờ gì cần để chuẩn bị cho cái bộ hồ sơ anh chị em cùng cha khác mẹ? Dạ vâng, cho tôi hỏi. Và khi nào hồ sơ này sẽ được giáo hạn?
Dạ vâng, cho tôi hỏi Sở Di trú đã chấp thuận hồ sơ này chưa? Nộp vào năm 2009 Sở Di trú đã giải quyết chưa? Sở Di trú đã giấy chấp thuận về chưa? Đã đóng tiền hồ sơ rồi mới gửi giấy với báo mới nhận hồ sơ rồi. Nhưng mà nó chưa có giấy chấp thuận phải không? Báo nhận hồ sơ là cái receipt thôi. Ok. Còn câu hỏi gì khác cho tôi không? Nếu mà không thì có thể cúp điện thoại rồi. Cảm ơn ông rất là nhiều. Trong cái tình trạng này đó, nó khó để cho Tuấn trả lời. Nhưng mà Tuấn có thể giải thích cái mặt luật là như thế này. Anh chị em, cho dù là cùng cha khác mẹ có quyền bảo lãnh, nhưng mà nó có cái điều kiện. Đó. Đây mình đang nói nửa dòng máu của bên cha thôi, cùng cha thôi, có quyền bảo lãnh. Nhưng mà khi bảo lãnh trong cái tình trạng mà cùng cha khác mẹ đó, thì phải cần đề cập cái người bên này bảo lãnh và cái người được bên bảo lãnh có phải là con trong giá thú của ông bà hay không. Nếu mà không phải là con trong giá thú thì phải đề cập cái vấn đề có thủ tục gì nhìn nhận con trước khi 18 tuổi hay không. Và nếu mà không có thủ tục gì nhìn nhận trước con trước khi 18 tuổi thì nó là vấn đề chứng cớ có nuôi dưỡng con và con hoặc là lo cho con giống như con ruột của mình trước khi 18 tuổi hay không. Nào, tại vì nộp vào năm 2009 cho tới bây giờ chưa chấp thuận thì nó đưa tới hai vấn đề mà cần lưu ý tới. Đầu tiên là hồ sơ này vẫn còn trên Sở Di trú hay không? Sở Di trú nó có giải quyết chưa? Hay là vẫn còn tiếp tục chờ? Tại vì một hồ sơ thường thường nộp vào Sở Di trú trung bình chờ là từ 6 tháng tới 6-7 năm Sở Di trú mới giải quyết lực. Cho nên cái hồ sơ này là từ năm 2009 thì Tuấn sợ là có thể Sở Di trú đã giải quyết rồi, nghĩa là đã duyệt hoặc là đã yêu cầu bổ túc. Và nếu mà mình không theo dõi người ta yêu cầu bổ túc thì có thể đã bị từ chối. Mà trong cái tình trạng này rất là có thể đã bị yêu cầu bổ túc. Lý do tại sao? Tại vì có đề cập cái vấn đề là con trong giá thú hay không. Nhớ, khi mà bảo lãnh cho anh chị em, nếu mà cùng cha cùng mẹ thì không cần đề cập là vấn đề con trong giá thú. Hoặc là nếu mà cùng mẹ khác cha thì không cần đề cập trong giá thú. Nhưng mà khi mà cùng cha khác mẹ thì phải đề cập vấn đề con trong giá thú hay con ngoại giá thú. Cho nên chú ý vào cái vấn đề đó. Make sure liên lạc với một luật sư hoặc người nào để xem cái hồ sơ này có giải quyết được, Sở Di trú đã giải quyết chưa? Và khi nộp có đề cập cái vấn đề đó hay không? Thưa quý vị, cũng sắp sửa hết thời giờ cho chương trình chiều tối nay. Thì tôi biết là chương trình hơi trễ ngày hôm nay và cho Tuấn xin cáo lỗi tại vấn đề kỹ thuật. Nhưng mà còn lại khoảng vài phút thì cho Tuấn đọc cái visa bulletin cho quý vị. Đây là cái visa bulletin của tháng 12 của năm 2017. Đầu tiên là ưu tiên 1 là có quốc tịch bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi. Thì cái ngày đáo hạn là ngày mùng 1 tây tháng 2 của năm 2011. Mùng 1 tây tháng 2 của năm 2011. Hồ sơ ưu tiên 2A là thẻ xanh bảo lãnh cho con độc thân và dưới 21 tuổi. Thì đó là ngày 22 tây tháng 12 của năm 2015. 22 tây tháng 12 của năm 2015. Và nếu mà cô Thanh, cô đặt cái câu hỏi thì đó là cái tình trạng của con của cô. Và cái ưu tiên 2B là con trên 21 tuổi được cha mẹ có thẻ xanh bảo lãnh và con trên 21 tuổi phải độc thân. Thì cái ngày ưu tiên là ngày 22 tây tháng 11 của năm 2010. Cho nên nếu mà cháu nó không được sự bảo vệ của ưu tiên 2A giống như tình trạng của cô Thanh thì chuyển qua ưu tiên 2B thì phải chờ từ 7 cho tới 8 năm trở lên vì lý do đó. Còn hồ sơ ưu tiên 3 là con đã lập gia đình mà một số quý vị gọi vào cho chương trình chiều tối nay phát triển rất là chậm. Ưu tiên 3 là tình trạng có quốc tịch bảo lãnh cho con đã lập gia đình. Thì cái đó là ngày mùng 8 tây tháng 9 của năm 2005. Mùng 8 tây tháng 9 của năm 2005 cho quý vị nào bảo lãnh cho con đã lập gia đình. Còn hồ sơ anh chị em ngày mùng 8 tây tháng 6 của năm 2004. Mùng 8 tây tháng 6 của năm 2004. Khi quý vị theo dõi cái visa bulletin thì quý vị thấy ưu tiên 3 và ưu tiên 4 phát triển rất là chậm. Rất là chậm. Thưa quý vị, tới đây hết thì giờ cho chương trình chiều tối nay. Và chiều tối nay là ngày 20 tây của tháng 11 của năm 2017. Rất là chân thành cảm ơn quý vị và Huy Tuấn xin chúc quý vị một buổi tối và một tuần rất là bình an và hạnh phúc. Xin kính chào quý vị.